Rồi, em xin chào tất cả anh chị cô chú. Giao lưu một phôi sam ngọc nha. Hàng mini siêu lũa nha. Cái này cái vành là 17 nha, vành cọc lũa đây là 17. Cao là 10 cm nha. Lùng lật luôn, một cục nu luôn nha. Chốt sống em có bôi keo đây nha. Đây, mặt sau, mặt da sống của cây nha. Rồi, cảm ơn anh chị cô chú đã xem bài và ủng hộ luôn.